thấy cái gì chưa? Trời ơi, nóng cái này nóng luôn. Đây ngồi đây cũng 16-17 độ. Rồi tiếp tục ngày mai cũng nắng nữa. Nắng cả tuần luôn đã. Mới nắng có mấy ngày rồi các bạn thấy cây lá xanh tươi không? Vườn tược của mình trở lại như hồi xưa thấy chưa? Nắng đã quá phải đi ra cải thì cũng chưa có lớn gì mấy nhưng mà đi móc mót cải đó. Chiều nay chiên gà đồ ăn đấy. Ồ đây này chắc bứt được rồi nè. Bứt mớ cải này chiều ấy các bạn, cải này và bứt mớ này là chiều ăn cái gì ăn được rồi. Có rau cải lâu lắm rồi, mấy tháng mới thấy được cải này nè, thấy không? Rồi đi qua chỗ kia đó coi, đi vòng vòng đi tìm chỗ nào nhiều thì mình bứt. Đây đường mớ nữa nè. Đây, này là năm vừa rồi á, nó mọc ra cái hột của đó các bạn. Nè, mới này nè, đó, đã không? Mới này là bứt quần mót chỗ này chút, mót chỗ kia chút chứ không được rổ. Chú không được rổ để chiều nay có ăn cái gì kèm những cái rau ăn. Đây được mớ nữa. Đây nữa. Bên đây cũng được mớ nữa nè. Nhưng mà lên không có điều các bạn. Được mấy cây lớn. Được mấy cây lớn, mấy cây nhỏ nhỏ. Rồi mình tranh thủ mình bứt một cái. Mình tranh thủ mình bứt một cái rồi đi rửa rồi. Làm rau chiều nay. Măng tây chết rồi, mập ơi là mập. Măng tây rồi mập ơi là mập, chưa bứt nữa trời, để nó về cho ta. Mấy này là bứt được hết rồi đó. Măng tây nè. Bứt hổm giờ không biết bao nhiêu lần luôn, ngày nào cũng bứt ăn. Ơi mình đi nhổ cải các bạn ơi, thấy nắng đẹp không? Cây lá xanh tươi hết rồi. Tỏi năm nay cũng tốt á, rất là tốt luôn. Nói về tỏi trồng là ăn quanh năm luôn, đâu cần mua tỏi đâu, nhà mình đâu cần mua tỏi các bạn, dư luôn rồi để giống rồi sang năm trồng tiếp. Ok, mình tranh thủ mình bứt cải. Sau một hồi cũng nhổ được nhiều cải các bạn. Ồ cải này mà ăn làm rau sống rồi thôi tuyệt vời, mát nữa ha. Mình đi rửa một cái. Đi lại đi nhổ, bữa nay trời còn lạnh quá mà ngồi ở ngoài là sao ta. Chiều chút xíu là gió nó xuống rồi. Mà ngồi nhà nhóm thư giãn nữa. Đèn cái này là xem lên club chưa gì hết rồi mở đèn sớm á. Đúng là nhóm thư giãn, chỗ nào cũng ăn nhậu thư dữ. Ô chim chích là đem ra đây hết rồi hả? Yeah. Mấy giờ nghiêng đấy? 5:30 giờ tới 6 giờ. Ủa cái vàng xu thấy bự lắm mà sao giờ qua đây tí chút xíu là sao? Đó, cái hai cái mà. Cái nguyên nè, đổ rửa rồi vậy. Rửa hết đây, để đây ăn sống luôn. Để vậy luôn. Ồ, này nướng gì đây? Xì lạnh. Ồ, tét nữa hả? Ồ, hai vàng, ồ thứ dữ á, đẹp á.
Cái này chắc bỏ trong tủ lạnh cho nó bớt, bỏ cái ra nó bớt bớt lạnh. Ừ, cái này vô. Quay coi vàng su lòng chim ác á. Wow, vàng su đẹp quá chứ. Mâm có lòng chim nè, nay không? Ồ, hình như ở nhà mình build giống vậy sao chứ. Ồ, lòng chim đẹp quá các bạn. Ờ, dễ. Nuôi cu cu cùm cũng đẹp lắm á. Wow. Như bộ tháp đèn không? Tháp. Ồ, mấy chim này đẹp quá trời luôn nè. Ồ, nhà chim nó xịn đẹp ạ. Ồ, quá trời đẹp á. Này có lý lắm á chứ hả? Muốn thì bạn tự đóng đi rồi chung cho chim mà nó đẻ thôi. Ồ, cái dần sâu của nó đi ác đó. Ồ, trồng su, trồng mấy. Ồ, chứ gì dạo này đóng vàng rồi ác thiệt á chứ. Ồ, chứ dạo này có khiếu quá ta. Ồ, cái tre này sao còn chết rồi? Thì bữa giờ bỏ hoài lâu đó. Cắt ra cho xì qua lâu lấy, bây giờ phải tống nước cho FVD rồi. Với này đẹp, lòng chim này đẻ quá trời đẻ luôn. Xanh con rồi đầy hết nè. Quá trời luôn. Nó hơi tối buổi chiều đó các bạn, chứ buổi sáng thấy rõ hết. Very good. Thì làm cốc. Quá trời luôn, bữa này mới thứ mấy mình mồi gì mà dưới trời ơi là mồi. Lại là xây nữa rồi. Có được cái cải xanh nhà mình bữa nay mót mót là được cái này ăn ngon. Má chim mày bắt á. Quá đã. Nhóm thư giãn này bữa giờ này mà hẹn giờ giống Việt Nam quá. Vô, là đưa cây trước không biết á. Thì này cắt luôn hả? Làm giờ thì nhậu này làm mồi ác thì nha. Mồi này nhậu má la luôn. Ăn thèm cái cải khăn khăn này nữa hả? Chưa bị nổi. Mấy con chim nhỏ này, kêu ít ít à. Chim nhỏ. Trong lòng lớn mới cá mập chim bên ông trâu. Đồng đội chưa tới, vừa khát nước mà vừa mồi bén cái này, chẳng lẽ để ra đây chân, rùi bu kiến đậu. Thôi xin phép đồng đội ăn miếng gà nữa coi. Mồi gì mà để chờ là đâu được. Phải là rai tới bởi vì người ta mới đặt nhóm thang giữ thư giãn là vậy. Mồi nay mà chờ đợi sao được. Em thấy, giống tỏi mới của mình chưa? Cái stock của nó vậy nè. Cái lá của nó vậy nè. 6 tháng mới ăn lại cải này các bạn. Ừ, nhà trồng. Ừ, luôn. Thì bữa mới cho vô một coi một cái tép của nó là 9 đô á. Em order lộn location. Selling Club. Selling Club chuẩn bị đóng cửa giờ mới tới là sao? Nhà này đóng cửa là vừa chứ gặp chủ nhà hàng khó quá mà. Chủ nhà hàng bữa nay khó gặp hơn là tổng thống. Thì điện vô đây nè. Không, có 3 đứa. Tiếng rồi đó, tức là vụ gì? Mới ăn cua sao mà mua cua? Ồ, Thảo cho cua. Thì để bỏ vô luộc luôn đi. Ờ, để bỏ tủ lạnh đi rồi em bỏ xong em luộc vô luộc luôn đi. Rồi đó hả? Thảo đi bắt cua à? Đâu mua hôm qua đồ trời mấy con á chứ. Ồ. Nó chạy luộc chứ? Ồ, luộc thì bỏ đi luôn. Chưa luộc lại cho nó ấm nóng chứ.
Rồi. Ngồi tới nha. Tay đang lạnh đâu xe nè. Tay đang lạnh đâu xe, em bỏ mai cái quay cũng được cái luộc gì. Họ muốn làm gì làm. Anh làm cái rượu á. Dạ. Rượu nhé. Dạ dạ. Em đây nè, cái rượu nè chị. Đây nè, đây nè. Nè anh đi, chơi. Anh đi làm chơi. Bà Tiền bữa nay có làm không? Có. Đó, thấy không? Ăn thua bà Tiền mới đi làm là sao? Về sống mà. Rùa, béo ngậy hả? Hình như con gà, gà Việt Nam nó không làm kiểu này. Biết tại sao? Nó làm không được. Không, cơ sở Việt Nam mà gà nó ngon rồi, nó không có cần biết chế đâu. Gà này, là cái chiêu thức của nó. Giờ Việt Nam nó giống như nó ngọt ngọt sẵn rồi sao hả? Giống vậy đó. Đó, mà gà mà phải gà chạy chạy bộ gà tre kìa. Chứ gà mà gà gà của ông Nghiệp và Đức Vân ơi. Gà nó ngon lắm. Ngon mà nó dai giống như gà Việt Nam chứ không phải là kiểu này đâu. Kiểu này là bên này thì nó làm nó đổi cách từ bên này gà đông lạnh rồi này kia nó có gà tươi thì mình ăn cái này thì còn ngon. Không đông lạnh là ok. Đông lạnh là thua rồi đó. Nếu mà đông lạnh mình phải chế biến nước sốt, nước xiết rồi để cho nó dễ ăn đó. Nam bán cơm gà, gà cơm gà mà bán ít nha, bán nhiều là đông lạnh hết. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Con á, nhưng mà phải gà nó ngon hơn, phải gà ngon và ăn thịt. Phải gà ngon thịt. Bữa anh bữa mình vô Sài Gòn mình ăn gà. Ngon mà. Đó ngon. Hải Nam thì ăn Hải Nam. Mấy lần rồi Duyên Viên. Đúng rồi. Ngày nào cũng ngon gà. Miếng nào ra miếng đó. Dạ. Duyên cũng Duyên Viên. Bữa quốc mấy con đó, bốn con. Ba con. Ba con hai dĩa đồ lòng nữa. Hai dĩa đồ lòng mấy con. Cái đồ lòng nó làm cái gì á, làm kiểu người xào gì đó. Ờ, kêu bằng cái gì em quên. Nó thơm. Gặp đi ăn cho rồi mình cắt tiếp. Chấm đây anh, nước đây. Luôn ở phần người giống con gái được chứ. Thì giờ mất trước gái mà. Thôi chứ. Mình ra bắt trước nữa. Giờ bắt trước gái. Bắt trước trẻ, bắt trước mấy trẻ. Mình cho lon uống rượu nóng. Phải không? Đắp không phải mùa này uống rượu nóng. Mình phải dưỡng để mình ra Derby. Mình nói là uống nhờ cho 1 giờ thì ra được. Rượu này bây giờ mình uống này là lên bụng nè. Nhưng mà uống rượu thì mình ăn rồi ăn luôn. Bia này nó bớt lại rồi để chắc em. Mình xin phép uống bia đây, không uống rượu nữa. Đủ rồi. Đủ rồi. Từ 4 giờ cho đến 6 giờ đó. Nó bớt lạnh á. Chứ thầy kêu 5 lại 5 rưỡi mà kêu anh Cường anh ngáy rồi mày. Yeah. Vậy mà nó tụi nó còn đa nghi nó rồi cho anh cho sao vậy gọi chứ chưa chắc ai tới nữa. Này, đang nghe. Mình tới trước mình mở cửa vô mà. Không, cho gì toàn vậy không? Gì lúc nào cũng không đi không ai nhẹ chân vô nấu xong rồi cho gì mới đi làm về không, không? Nếu mà anh đi làm thì cái vụ đó có xảy ra. Nhưng mà nhớ là nếu mà nó nhà toàn lúc nào cũng ready đi là trước khi tới đó. Hôm nay đi nhà cho gì nha. Xong nó kêu ok lâu quá chưa gặp. Alo. Ủa nhưng mà sao không hung cho gì là sao? Gặp hoài chán chết. Đó là nói nhiều từ ngạc nhiên. Vậy đồ hay á, anh hay á. Sợ nó lớn nó còn hay hơn ông nội gì mé đó. Ông ngoại chứ quên. Ông nội đâu có cửa. Cũng họ mẹ. Ừ, cũng họ. Đi nó con cũng nhờ cả. Con cả. Rồi vô. Lên luôn hả? Giang Giang mới thành công chứ. Giang Giang thành công nè. Ủa? Ít à? Khờ, sao thành công nổi? Tại biến sao cái thằng chủ á. Cái vợ quá dữ để con nó có đi Nha Trang không, vợ của nó con của vợ nó với má vợ nó là đi Việt Nam hình như 10 ngày á mà không biết có ghé Nha Trang không. Ý mẹ nó còn em mà nó không có muốn đi á. Ăn cái cải xanh này hăng hăng đã rồi nhá. Ở trong anh của nhà để nó xanh mới nói đúng luôn cái đi nào mới được đúng mùi vị vậy. Không thuốc không thiết không gì cần cần đúng mùi vị Việt Nam. Nãy em nói cho thầy đúng không, hôm nay ăn rau hương nhiều lúc chán luôn. Không phải ăn rau này vô miệng lắm đó. Mình chỉ thích ăn rau này chứ đừng nói rau xà lách rồi mà nó ăn ở đây nè, nãy giờ ăn nè. Ngon. Với lại cái rau phăng mà. Cả nhà chồng á. Đúng không? Phăng giống Việt Nam luôn. Con đang chồng ở nhà đó. Mấy bữa mà ăn rau cái này xà lách mình ăn mà còn bịt mình. Bữa sau chị đưa. Lách ăn đâu giờ nước không? Nước không hả? Nước làm giống chứ. Má em nó có mùi đó. Chồng bên đó mẹ nó lên cỡ đây nó nhạt nhẽo. Ở nó nhạt nhẽo thôi. Má bữa giờ ở đó bà biết không? Không, ngon thiệt.
Không. Bây giờ mấy tháng này, mấy tháng này bà ở đó. Đừng nói gì. 6 tháng rồi đó. 6 tháng mưa ăn lại nè. Tại mình nói để chừng cây rồi nó. Anh ăn cá rồi á, còn rau nữa nó quan trọng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn rau quan trọng lắm. Phải 3 năm mà tụi anh. 6 tháng mới ăn lại nó đó. Mình còn đi cho nhiều người luôn. Cá sushi làm sống. Ừ, kẹp vô. Nhất luôn. Đúng rồi. Mấy cái lá bự bự á. Ở Việt Nam lá lớn luôn. Đúng rồi. Còn cái đây là lá này. Có luôn, có lá lớn luôn. Không có cỡ, không lớn. Lát em để ở dưới dòng luôn này, em có cái sống mà. Lát mấy cái sống này đâu có lấy dòng. Trời, còn sống nữa, còn chuyện cũng là mồi dữ á. Xong rồi mỗi lần cứ muốn chồng, cứ xé ra 4-5 cộng, rải 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 cho nó ra đầy luôn. Bữa tưởng ít mà bữa nay ăn hết gà chín sao? Có chín đâu ngon. Gà lo, gà được mà. Gà ở đây nè, cái chuồng này nè. Gà tre. Gà tre ngon bữa. Muốn ăn gà ăn tộc rồi từ từ. Rồi có nào bữa nào ăn thử hai con rồi giới thiệu mặt hàng. Hồi mơ không có thích ăn chim không? Chim luôn. Chim xỉa nè. Chim xỉa đúng không? Thôi mà quá. Chim này hơi nhỏ. Chim mấy chục triệu một con nữa. Chim đó là ăn không nhét cái răng. Chim mấy chục triệu một con nữa. Bữa nay 300 đồng là bao nhiêu tiểu nhỉ? 6 triệu? 50 mấy đó. 50 mấy? 5 rưỡi. Cho 50 rưỡi đi. Bữa nay bán chim 5 triệu. Wow, tôi bị thiệt ác à. Dữ luôn, ghê rồi. Con nào có giá dữ à? Đồ đồng nhà. Tôi đi hiện vô bây giờ anh chim này chị đem mà treo trước cửa nhà là 2 phút là vô nhà uống nước ra lại mất chim liền. Chị đem. Hôm nay là tối đó riêng đến đi hết rồi. Chị biết sao anh kiếm tiền chưa không? Anh lấy Nam Mỹ, anh cấy Canada, rồi lấy Canada, anh cấy Europe, rồi cấy tùm lum ở bên đây ra, nó đúng giống như... Bên này cũng có gì vậy? Ừ, đúng. Cả 100 triệu. Nam Mỹ hả? Nó không phổ biến rồi. Bên này chỉ có là mấy con két thôi. Nghiên cứu rồi, người két. Cái lối chơi chim nó khác hơn. Được khác, được khác. Nó chơi cái phong cách nó chơi khác. Chút màu, chút đồ cũng mắc. Đây là mấy đứa gì? Bảo vệ nhân viên bờ kè nè. Không treo mà, trước lòng mà treo ở bên bờ kè bên kia, treo lên gốc cây á, để cho quần quần nó mất tiêu hả? Mới quần qua quần lại mới nhìn mày nó sẽ kia ôm chạy mẹ. Mấy lần rồi đó. Mà bởi vậy mình gì nào mình sợ. Chú phải coi chứ. Không mà. Cái lòng mấy triệu rồi. Anh biết không, hồi trước là anh chơi cá. Anh nuôi cá khôi á. Trời ơi, mê bây giờ không mà nó chuyển qua cho chim hay. Tại cá khôi mỗi năm mà thời tiết mà nó tầm bậy á, nó chết. Mày tôi xì không mưa cả nhưng mà cả kêu chết nữa. Không nhiều khi chưa xưa là chơi cá xong bây giờ chuyển qua chơi chim. Được. Không biết chơi chuyển chơi gì nữa đó. Làm nhớ cười em nói cả làm nhớ cười cảnh em còn chưa chơi cái cảnh này em biết chơi cái cảnh mà. Bây giờ Vancouver đâu còn đánh lộn nữa đâu. Dạ. Hồi xưa nó vẫn còn. Vậy bây giờ còn mấy ông già mà mất nết á. Nhiều lắm. Em đi show bao nhiêu show rồi, mấy cái nhà hàng rồi nhậu đêm. Nhà hàng bây giờ không dám, nữa. Nhà hàng nhậu. Hồi xưa mấy nhà bán hàng hồi xưa sao chứ giống như mấy ảnh đồ buổi hay là gì. Hết rồi luôn em. Em nói nhà hàng bây giờ mình bút nhà hàng tàu nó không có quậy trong đó được. Ok. Quá trời nhùm bồi, quá trời mồi. Anh làm miếng cá nữa sao? Cá là tên chưa biết mà ăn thì ok không? Chủ nhà mà chưa cho biết tên cá mà cho ăn cá trước thì ghê thiệt nha. Này, ngon cá độ nhiều. À, ngon cá độ nhiều là từ bây giờ. Thấy sạch khẩu là bệnh. Chị tiền. Nãy em tưởng Halibut á. Hơi béo. Béo mà màu trắng mà da đen béo, nữa. Dài. Thơm nữa. Em tưởng cái hầu với cái hầu bụng Halibut. Let me see. Ok. Cái này kêu bằng cái gì đó chị? Cái gì? Cái gì? Cái này cái gì mà ăn ai cũng khen là sao? Này ấy mà, này đi câu về này. Ấy rồi. Ấy rồi. Ấy rồi. Xương mềm luôn không? Mềm luôn. Cái gì? Anh chỉ nghĩ là halibut thôi. Anh là anh tính đồ biển nè. Anh tính đồ biển biết cái gì không? Đồ đúng rồi, anh tính không biết là thua á. Đâu có giấu đâu. Hả? Xương cá thu. Ăn đồ. Xương là xương cá thu. Mà thì có mú hồn vàng rồi. Vâng, đó là cảm nhận. Con da là da cá ngừng. Trời. Không. Con này đột biến nè. Da cá bóp. Da cá bóp đúng rồi, da giống như cá bóp á. Da thì mình thấy giống cá bóp á. It looks like halibut color.
đầu là đầu cá mú, mà cá mú không phải cá mú Việt Nam, cá mú bên này đó, cá mú đầu dài đó. Đó cái mú đầu dài không phải này. Xương này không phải. Xương này ăn đúng. Xương cá mú là phải cứng. Nói tóm là căn bản cái thịt nó phải ngon. Ngon mà. Ok luôn, nhất nhất. Ở mình trong mình cũng ok 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 con cá này đón lên đón xuống rồi. À, đúng. Anh trúng thưởng không? Có. Ai đúng thưởng một ly Patron. Đen. Ồ này anh ăn cá nó kẹp cái rau rồi vô. Ồ. Má la luôn. Rau này ăn với cá này nó má la luôn. Cường giờ này đi công tác hay lâu nên đi chưa hết. Đâu muốn. Đúng. Đồn vô sâu mà đi kiếm nhiều á. Rồi nó này 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 vô sâu mà đi kiếm dữ á. Bữa nào mà anh đi tới chỗ nào mà cho anh góp ý kiến anh dẫn anh đi. Không, không, em có thầy góp ý lắm á. Nhiều chỗ mà vẫn còn ý kiến. Ta nhỏ là đáng thương. Biết rồi, không nghĩ ra mình tức chứ. Không có đâu cá này mà Việt Nam không có bây giờ thôi, anh không bao giờ. Không phải, em ăn là cái nghĩ mùi ra. Em biết rồi mà đang không chưa nghĩ ra mình tức. Cái mùi vị á là ăn thì nghĩ ra rồi mà không tin ra cái này chấm được nhiều thứ anh cũng đúng rồi. Chị em lại vô đây chứ nói chuyện như là teenager. Mì mì tí gì hả? Ở vô cá chả ngon á, mồi mất mồi gì mất. Vô mình nói là mình nghỉ một tháng nhậu để mình đi exercise mà gặp thư giữ bà kè từ Việt Nam qua thôi mình uống lại các bạn ạ. Tới bữa tối là vẫn ấm luôn. Tới nó xuống lại, nó xuống mười mấy lại. Ủa con đỡ dèo đó nè, đường béo rồi má là luôn, phải kẹp ngon, cá ngon. Kẹp cái miếng cải vô ăn nó bớt ngán, nó béo quá. Béo quá. Năm ngoái mình đi nhớ lạnh không xong rồi béo. Nó bữa mi đi với cha nạt kìa, lúc đó có 3 độ à, mi với Jessica mà nó mưa nó không. Béo cái con. Đây luôn á. Mới đâu uống đâu nguyên. Nhưng mà nó cũng phải 8 mấy, làm sao. Nó để là 100 cây số là chỉ có 16 đồng. 16 lít chứ. 16 lít nha, 16 lít. 100 cây số là 16 lít. 16 lít bây giờ là rẻ lắm á. 16 lít là cũng 30 đồng á. Hơn cho anh. 16 lít là 2 đồng. 2 đồng 1 lít. 2 đồng. Rẻ. 30 mấy đồng. Đùa má là, má là, má là. Chị y như vậy, mà chiếc lên vô á. Chiếc lên mới á. Mà bác Sơn Phú Quốc mua á. 38 lít cái này. Y với xe kia mà không phải là mới cúp nó mà là cái lý do tại sao ở thành phố á chạy vô dừng 38 lít cái này Việt Nam không có luôn đó. Đổ xăng mà nóng nguội luôn. Tại biết sao không? Ở trong thành phố á. Mình ngừng nhiều, mình đợi ba là đợi ba cái đó đó. Nó ăn nó ăn cái đó. Đó, ăn cái đó đó. Chứ mà thành phố chạy có được đâu. Đô thành phố nào cũng vậy, mà nếu anh ngừng nhiều là vậy, khi mà anh đợi ba là nó ăn cái đó đó. Nó ăn cái đó. Thì hai quầy thì nó đỡ. Hai quầy đỡ. Ok, hai quầy nó đỡ nhưng mà đừng bao giờ mà chạy lại quá 140. Nếu mà em chạy mà cao mai chừng nào là nó uống còn ác như vậy nữa. Là cái lúc mà du vậy nè, du dừng á, du đạp vừa thôi. Cường đưa cho anh Cường cái. Đó, chị nói chạy xe chứ sao. Anh Cường kiên quá chú gì? Ta lên nhẹ nhàng mà lên một cái để chục bô nó phù á là nó khác nhau. Cái accelerator cái lúc mà mình đạp cái anh chạy là xe là im nhất á. Không đúng rồi, chiếc xe của anh Cường chạy mấy chục năm vẫn còn tốt luôn á anh Cường. Mình mà mình xài mình biết giữ mà. Anh sợ làm game mạnh nó sẽ hư. Một chiếc xe đã lên núi chạy não vậy. Dưới đây thấy tầm anh Cường. Hả? Dưới đây thấy tầm chứ lên kia là ok luôn á. Chiếc xe cũ, chiếc cũ mình á. Dưới tầm mấy gì? Có mà đó chứ Foreigner chạy. Đủ. Foreigner lên núi cái này thương dữ luôn. Thương dữ, tại sao chị biết sao không? Chiếc Foreigner
Tình yêu quá. Đố là ố quần. Chiếc mới sao lên núi được. Lên núi good nhưng mà cái lúc vô chơi nó không có được. Nó bự quá. Chiếc mới là thon đàn mà. Chiếc thật phẩm hà kia. Hả? Lâu dài quá. Dài quá khó thì, yêu chơi. Nói tóm lại là nói chung thì nó hay hơn là thanh ra nhiều. Đúng hả? Đi hay thuyền này nó hay hơn nhiều. Thật thanh ra là chỉ kéo tàu với kéo thứ dữ rồi. Nhưng mà mình vẫn thích đi xe đó. Vô. Sao không? Đủ phải. Ngồi nhìn xuống không à, không cần nhìn lên. Mình đi thấy thanh ra hơn là thật là thật ra mô lây thanh thiền rồi bước thiền. Làm gì làm mình cũng thích cái ô của mình nè. Vợ thấy tầm á, nó lại lên núi thấy dễ thương ha. Quay đầu chỗ nào quay à. Ừ, đường nhỏ xíu hả? Bởi vậy bạn lẻ luôn khỏi cần sợ gì hết. Ờ đúng rồi. Ngồi bữa nay giống tôi giảng này sao đi đâu cũng gặp may mắn mồi không chứ ta. Ê, quay. Buồn mất cái càng quá. Sống không não á. Buồn người chị qua không chị Phượng? Ừ? Cua Việt Nam móc ở trong mấy cái này mà móc. Trời ơi, đã luôn đó. Móc. Giống như em ăn. Đâu em ăn em phải cho hết thì bỏ một nửa thì với Phượng giống nhau nè. Thì em móc luôn. Đó. Chị cắn vô đây chị bỏ à. Yeah. Họ có chị Phượng nè, nó lên tới đây luôn. Cái này cái mai này mỏng lét này. Lên tới đây nè, thằng Chí này gạch. Ở Việt Nam nó gạch nhiều. Gạch nhiều. Không nói đùa sẹo hay. No, em nó bán nhà hàng gì nó cấy gạch vô mà. Trời ơi. Anh thích đúng không? Vô. Màn đêm đã sụp tới rồi nè, vô giống như xe lúc luôn á, miền Tây Canada nè. Ô, dữ luôn á. Chim à. Xay nước rồi cho đội. À, chim chiếc rồi này nó ghê. Rồi, nói cho mình quên mời các bạn với mời anh em ở Cali với San Francisco nữa nhé. Hẹn ngày gặp ơi, lại ơi, trời ơi hôm nay là say nữa rồi nè. Một, anh em hai ba trời ơi, ơi hôm nay là say nữa rồi rồi dữ rồi. Nhóm tư giãn là vậy thôi, ai chữ à? Ai coi cuộc đời đâu có bao lâu ha, hở có thời gian là thư giãn thôi. Đó. Anh em nào không biết thư giãn là too bad. Sorry my friend. Tối nay không mà lo buồn, tối nay buồn chết rồi. Anh đang bao giờ không rồi? Không nơi rồi ha. Ăn miếng thịt bò nó làm lên 700-800 ngàn bạc luôn. Ồ mình cũng không ngờ luôn ta, miền Tây Canada mà có xeo lên club nữa. Xeo lên club mà có anh Tin Bà Kè, Cù Hưng, Bà Kè qua bên đây thưởng thức xeo lên club ở miền Tây Canada đó là nó dữ không? À, cho anh Tin, cho cái cảm nghĩ mà anh qua bên này, anh đi du lịch mà anh gia nhập với nhóm thư giãn này, anh thấy sao giống như xeo lên club không? Đây giờ gia nhập hội thư giãn Vancouver. Trời đang ơi, hôm nay là say nữa rồi. Bò, cua, cá. Nãy em xeo lên club miền Tây Canada bây giờ nó xuống khoảng 5-6 độ các bạn ơi, lạnh quá. Đó, bây giờ phải đốt đốm lửa hồng thôi, bắt buộc. Ủa đó giống này đống đá lấy bên nhà em hay sao? Cục ép thì đá này nó không bao giờ nóng nha. Ghê lắm. Dày quá mà cho thề, dày quá mà dày. Đó, xeo lên club nè, miền Tây Canada nè, vô nè. Cắt được, bỏ cái lửa diamond vô là cắt lửa rồi. Cắt được nhưng mà các bạn cái đá mà cắt. 1 2 3 go. Miền Tây á. Miền Tây. Bữa nay lại xây nữa rồi các bạn ơi. Xây miền này. Nhỏ nhỏ chút xíu. Đó, ok vậy được. Ồ, vậy thì cứ rồi. Nóng quá. Mà các bạn ơi. Không có
có lạ nữa. Nhậu mà hồi 4 giờ đến bây giờ mà trời còn có 4 độ à. Vẫn nhậu. Dữ luôn. Bây giờ. Không mà có cái lò này đưa lên ăn nhậu xong bực cái lò này lên thấy ok á. Nhớ Việt Nam quá. À đồ. À hay quá. À, nói mà không chợt ngược lời ha. À. Nói mà cái mặt cái gian quá. Ngồi Canada nhớ vợ. Ngồi bên Canada mà nhớ vợ. Không không biết bà ngoại tin được không chứ mình không tin đó bà ngoại. Bà ngoại bên đó mấy. Coi Bluetooth thì nhớ bà ngoại, ông ngoại là tự hiểu rồi. Người khác không hiểu chứ mình hiểu. Bà ngoại nói tao nhớ chết liền á. Ôi chị Tiên ra nữa hả? Cho chị vô kêu. Vô kêu ra ngoài lửa lên rồi. Lửa lên rồi. Lửa lạnh á. Đâu sợ lạnh không? Không, mới ra sao lạnh được. Trễ nó không, nó không không ấy đâu. Trễ nó không có lạnh. Kêu nhớ không? Đi học về kêu nóng. Đúng. Rửa tay kêu Daddy dắt vô, nãy giờ trong đó nó. Ôi, vô rửa tay. Nhúng cho tôi giảng để dự chứ. Cái bạn ăn nhậu xong, cái ăn nhậu xong bực lên cái có lửa liền. Nếu mà sell đi club ở Việt Nam như vậy cũng ok. Anh đủ đèn lên hay gì đẹp. Giống như sell đi club vậy đi. Thấy gì thì lâu ra quá gì nó buồn quá. Tại vì ra đây chứ đâu uống đâu. Nói gì thì không uống nữa thôi, chị đi về. Trời ơi, hôm nay là say nữa rồi. Hình như mình thấy đẹp hơn Sailing Club hay gì á. Bây giờ anh nói cho anh chỉ thích ăn chuông với chim thôi.